chào các bạn trở lại với nhóm review. Thì hôm nay nhóm xin giới thiệu về cái xe robot điều khiển qua Bluetooth. Thì trước đây nhóm cũng đã từng làm một con robot điều khiển qua Bluetooth, nhưng mà video đấy thì mình sử dụng cái app điều khiển trên Android là của người khác. Còn hôm nay nhóm sẽ sử dụng cái app do nhóm viết. Thì con robot này mình nói qua về các cái thành phần của nó. Đầu tiên là kit Arduino R3 này, module điều khiển động cơ là 298 V3, pin này, 3 cục pin UltraFast và cái đế pin 3 nối tiếp. Đây, và ở đây mình sử dụng module Bluetooth HC06 loại Slaver và bộ khung của xe robot này, hai bánh giảm tốc và một cái bánh điều hướng. Thì cái bánh này mình đã dán keo vào để cho nó dễ điều khiển hơn, nó không quay lung tung. Rồi. Thì ở đây mình lấy nguồn từ 3 cục pin nối tiếp UltraFast. Thì mình sẽ nối vào chân VDD của module điều khiển động cơ và chân GND và chân GND. Chân GND đây, mình sẽ lấy ra nguồn cho kit và Bluetooth luôn. Chân GND tương tự ra chân GND này. GND của Bluetooth. Thì đây là cái các cái chân kết nối điều khiển và nhận tín hiệu từ Bluetooth. Thì đây, 5V và 5V. TX thì mình cho vào chân 10. Chân 10 này. RX vào chân 11. Rồi. Còn phần điều khiển thì chân 3 của Arduino và INA. Đây, các bạn để ý ấy. INA nó sẽ tính cái đây. Đây. INA này. INB, INC, IND. Sang tương ứng là chân 3, chân 4, chân 5, chân 6. Rồi. Thì một lát nữa. Đây. Thì đây là cái app mà nhóm viết này. Đó. Thì đầu tiên các bạn bật nguồn á, bật nguồn này và kết nối Bluetooth với lại cái HC06. Thì ở đây mình đã kết nối rồi, mật khẩu mặc định khi mua về thì nó là 1234 hoặc là 000. Rồi, và phần mềm này, ở đây và phần mềm Bluetooth này. Đó. Mình nói qua về cái giao diện này, đây là thông báo là chưa kết nối này. Đây, để kết nối Bluetooth các bạn nhấn vào đây, đây HC06. Đó. Đợi một lát nó sẽ kết nối rồi. Và cái dòng vàng vàng ở đây là hiển thị khi mà mình nhấn nút nào thì nó sẽ hiển thị cái trạng thái mà mình viết app. Đấy, nút tăng này, chạy tiến này, chạy lùi, dừng, xoay trái, xoay phải. Đó. Đây, cái trạng thái nó hiển thị cái này. Đó. Lùi lại này. Đó, dừng lại. Rồi. Thì khi mà không muốn dùng phần mềm nữa, bạn ấn thoát. Ok. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành test kế cho bạn xem. Thì về cái vấn đề code hay là cái app ở trên Android này, thì nếu bạn nào muốn tham khảo thì hãy liên hệ với nhóm sẽ gửi cho các bạn tham khảo. Rồi. Thì bây giờ mình sẽ test thực tế nhé.